Đỗ Thị Hà công khai chụp ảnh cưới với chồng thiếu gia, nối gót mi du lên xe hoa. Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà vướng tin hẹn hò thiếu gia, thậm chí sắp kết hôn. Chia sẻ về vấn đề này, nàng hậu bày tỏ không tiết lộ chuyện riêng tư vì muốn giữ sự yên bình cho người xung quanh. Theo đó, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau hình ảnh Đỗ Thị Hà xuất hiện bên một nam thiếu gia đình đám và đi du lịch cùng nhau khi check-in tại một địa điểm. Nhiều người cho rằng cô đang hẹn hò với anh chàng này trong một sự kiện sau khi người này lên phát biểu nàng hậu còn có hành động dùng điện thoại để quay anh khiến khán giả không khỏi bất ngờ chia sẻ về thông tin kết hôn trong năm nay đỗ thị hà cho biết tôi không phủ nhận vì không biết trước được tương lai thế nào tôi là người luôn cố gắng cho hiện tại và mong muốn tương lai tốt hơn nếu điều ấy đến thì cũng tốt thôi vì người con gái nào cũng mong muốn có người kề cạnh bên mình suốt cuộc đời khi được hỏi về bạn trai đỗ thị hà nói cô không giấu chuyện tình cảm nhưng chưa chia sẻ vì muốn giữ sự bình yên cho anh tôi chỉ muốn giữ cho người thân tránh khỏi sự soi xét của công chúng, và mong họ được sống trong sự hồn nhiên, bình yên, cô nói. Trước đây, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ cô có nhiều yêu cầu với bạn trai. Nhưng hiện tại, Hoa hậu chỉ cần người đàn ông có tài năng, ý chí và hai người đồng điệu về tâm hồn, có sự cảm thông, thấu hiểu, phù hợp với công việc. Kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò thiếu gia, Đỗ Thị Hà bị dân tình phát hiện đã có nhiều sự thay đổi. Nàng hậu thường xuất hiện với những bộ trang phục thanh lịch và có phần trưởng thành hơn. Không chỉ vậy, cô cũng nhận được nhiều lời khen khi theo đuổi phong cách này. Những sự thay đổi của Đỗ Thị Hà đến nay vẫn luôn được chú ý. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, nàng hậu tiếp tục ghi điểm nhờ thành tích đáng nể khi tham gia cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu thế giới. Cô đã lọt top 27 phần thi tài năng, top 16 Head to Head Challenger, top 13 top model và dừng chân ở top 13 chung cuộc trong hành trình tại Miss World 2021. Trong thời gian đương nhiệm, Đỗ Thị Hà còn là gương mặt quen thuộc, xuất hiện tại các show diễn thời trang của các nhà thiết kế đình đám. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu lại khiến người hâm mộ bất ngờ trước sự biến hóa đa dạng. Đỗ Thị Hà được khán giả nhận xét là người chuyên nghiệp và luôn đúng giờ trong công việc. Ngoài ra, nàng hậu tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều dự án ý nghĩa, như việc xây nhà cho người dân miền Trung sau bão lũ, cứu trợ người dân sau ảnh hưởng của đại dịch, hay việc duy trì quỹ học bổng khuyến học mang tên mình. Sau 4 năm, Đỗ Thị Hà đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả nhan sắc và thần thái. Mỹ nhân xứ Thanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và sự thay đổi tích cực trong suốt quá trình đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam của mình. Cô cũng có thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đang chuyển hướng sang kinh doanh. Theo người đẹp, việc chọn ngành làm đẹp để thử sức là một quyết định đã được cô thận trọng xem xét và cân nhắc. Hoa hậu nói có đam mê về việc làm đẹp và làm cho mọi người tự tin hơn về bản thân cô muốn góp phần giúp đỡ mọi người cảm thấy tốt hơn về hình ảnh của họ và thể hiện sự tự tin bên ngoài. Người đẹp tâm sự, tôi thấy mình trưởng thành về kinh nghiệm sống, kiến thức và kỹ năng. Tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Tôi cũng đã học được cách đối mặt với những thử thách và áp lực. Khi là một hoa hậu, tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh và uy tín. Điều này đôi khi khiến tôi cảm thấy áp lực, nhưng cũng là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân.